Chú chụm bằng mặt cưa hả chú? Là cái mặt cưa cây là chú chụm như là chụm chụm chấu hay sao chú? Cây mặt cưa không? Dạ, mặt cưa không à. Đó giờ con cũng không biết cái lò mặt cưa là làm sao nữa. Này con thấy hồng rồi luôn quý vị, hồng giòn giòn. Mời quý vị nha. Quán cháo lòng khoa học. Quán cháo lòng khoa học. Khoa học. Dạ. Này cũng khoảng 5 giờ sáng quý vị. Chú đã gọi là chuẩn bị lòng rồi nè, hoàn thành nè, nồi cháo lòng. Trên là phổi hay chứ? Phổi. Dạ. Phổi thì có phèo. Phổi. Cái đây chắc cái thì nạc cổ họng. Nạc cổ họng thôi chứ. Dạ. Đây là chú quán gồm bao nhiêu loại chú? Thì gan, phèo, phổi, nguyên bộ lòng heo. Đầy đủ hết chứ. Đây là thường chú bán buổi sáng hay là nguyên ngày luôn chú? Buổi sáng không? Dạ. Khoảng chừng mấy giờ là có cháo chứ chú? 5 giờ nữa. Dạ. 5 giờ là chú bán nên mấy giờ, khoảng tầm mấy giờ là sẽ 8 giờ là nghỉ. Dạ. 5 giờ chú bán đến 8 giờ quý vị. Lúc này thì cũng đã chín cháo rồi nè quý vị.
Lúc này thì cũng đã 6 giờ ngoài quý vị, và chú đã gọi là xắt đồ ra hết rồi nè. Trong cái nồi là quý vị thấy là chú xắt quyết rồi ra hết rồi. Dạ. Cách gọi một lần 3 tô luôn hả cô? Đây, chú sẽ cho gan. Đây là chú bán gan phổi phèo. Cái này là cái chẳng dừng hả chú? Cuốn họng. Coi cái YouTube nào đó mình thấy. Dạ. Kênh ẩm thực phố hả con? Gì nằm thực phố hả? Dạ ẩm thực phố con. Ẩm thực phố. Đây là lượng khách ăn rất là đông quý vị. Đây là một trong những quán cháo ở thị trấn Mỹ Luông á, rất là gọi là rất là ngon và lớn ở tại khu vực thị trấn. Chú nấu cái nồi rất là to luôn á. Quán mình mở bán ở đây lâu năm chưa chú? 20 năm hả chú? Dạ. Đây nè quý vị, cho quý vị coi tô cháo nè. Chú đợi quyết, đợi thịt, đợi ấp luôn á. Tô gì là nhiêu tiền hả chú? 25 ngàn. Quý vị thấy nè. Đặc biệt cái cháo này chú nấu nó ra cái đó là ra cái huyết lòng đó hả con? Dẫn ha. Cô cho con quay cái. Dạ. Hồi hồi đây nè quý vị. Rồi, cảm ơn cô. Chú rất là tỉ mỉ luôn, chú đã cái bọc đuổi rồi luôn nè. Có nơi thì gọi là gan trắng, có nơi thì gọi là hột mít hả chú? Dạ, hấp dẫn lắm, ở ngoài nhìn cũng hấp dẫn luôn nữa. Quý vị. Khách này là ăn gan trắng với cổ họng. Với cổ họng hả chú? Hai loại à. Lợi rất là nhiều luôn á. Khách đây ở ngoài là được chú bắt chụp cái bàn quý vị. Ăn rất là đông luôn. Con thấy để bảng số 58 á. 58 là đường này là đường gì chú? Ấp Mỹ Quý. Dạ. Ấp Mỹ Quý, thị trấn Mỹ Luông. Thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang quý vị. Đây là chú sắp khỏi rồi quý ý gan, phèo, cuốn họng, thịt.
tỏi chắc mình làm hơi cực quá chú. Có giá là cái mạt cưa cây là chú chụm như là chụm chụm chấu hay sao chú? Cây mà cưa không? Dạ, mà cưa không à. Đó giờ con cũng không biết cái lò mà cưa là làm sao nữa. Này con thấy than nhiều nữa. Là cái mạt cưa cây mình hả chú? Mạt cưa cây. Dạ. Mạt cưa cây vậy là nó cháy cũng như là cháy hoài đó. Dạ, ngậm ngậm cũng như là than. Mạt cưa nước chèn là để nó sôi dữ. Dạ, rồi. Mạt cưa cháy dữ quá xa. Cháu không khỏi phèo với mình. Chú sẽ sắp càng hết cái nào là chú sắp cái đó. Gan này nó khó sắp. Trơn hết chứ. Đây thì ẩm thực phố gọi một tô cháo luôn quý vị. Tô cháo đầy đủ. Đây. Có 25.000 à. Quý vị ăn no nê luôn á. Nó là một tô cháo chất lượng. Thấy chú làm miếng thổi thấy hấp dẫn quá. Hồi luộc cái nồi để nắp kín rồi mau. Dạ. Có mời đi cùng thức tô cháo nha. Đây. Cháo nó có gan, có phèo, có cuốn họng rồi luôn quý vị. Cuốn họng giòn giòn. Mời quý vị nha.
khá nhiều luôn. Hôm nào có dịp về thị trấn Mỹ Luông á, có mời vị cùng thưởng thức nha. Hôm nay ông có sẽ khép lại video tại đây vì để ăn hết tô cháo này là quá xa. Mời vị nha. Chào quý vị, hẹn gặp lại trong một video tiếp theo. Đăng ký kênh, chia sẻ, đăng ký nha quý vị. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Chào quý vị.